Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước á, thì mình có ra vùng sa mạc để câu một ít em Pokemon á, và vô tình gặp được một em Hoba nè. Mình cũng đã bắt về rồi và hiện tại thì Hoba đang ở dạng bị kiềm hãm sức mạnh á. Và bây giờ thì mình sẽ giải phóng cho em Hoba này bằng cách sử dụng cái Resin bottle này. Cái này nó được trang bị sẵn cho em Hoba luôn sau khi mình bắt á, và giờ mình sẽ kích hoạt lên người của Hoba. Và... ta-da! Hoba đã trở thành dạng giải phóng sức mạnh rồi nè các bạn ơi. Ui, nhưng mà hơi bị nhiều tay luôn á. Hình như bây giờ mình có thể mình có thể bay chung với Hoba luôn nè. Hoba đang gấp mình lên nè các bạn ơi. Bay với tốc độ cũng khá là nhanh đó nha. Và kích thước của Hoba cũng tăng lên vượt trội luôn á. Ui, cô ấy thích chưa? Coi thông tin coi. Đây là dạng Hoba đang được kiềm hãm sức mạnh nè. Và khi giải phóng lên thì kích thước tăng hẳn luôn kìa. Rồi tạm thời thì cho Hoba vào bên trong đi. Và các bạn cũng có gợi ý mình có thể dùng cái cây gót này ra vùng đầm lầy để bắt em Pokemon ít ninja giá. Để một xíu mình sẽ thử đi nha. Giờ thì mình sẽ trưng bày một ít cái hóa thạch cái đã. Trong thời gian giữa hai tập á, mình có rửa hết cái số hóa thạch này rồi và chỉ tìm ra thêm được 1, 2, 3, 4 loại hóa thạch mới thôi các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ lần lượt cho những cái hóa thạch mình rửa vào cái chỗ trưng bày này nhé. Sau đó sau đó đóng lại một cái giống như vậy nè. Đó, để nhìn cho nó đẹp hơn nha. Và hiện tại thì mình đã cho hết những cái mẫu hóa thạch vào trong cái đồ đựng rồi nè. Nhìn cũng khá là đẹp đúng không? Nhưng mà bên ngoài này có vẻ ok hơn. Bên ngoài này tới 4 cái chỗ đựng lặn. Và số còn lại thì mình sẽ lên trên này để tiến hành cho vào cái đồ hồi sinh Pokemon từ hóa thạch nhé. Hôm nay thì mình sẽ hồi sinh hai em Pokemon từ hóa thạch, đó chính là em Archen này cũng như là em Tortora nhá. Đầu tiên thì sẽ cho Ajene cũng như là Totara vào trong cái chỗ này. Đó, để chờ bắt đầu cái quá trình hồi sinh Pokemon tự hóa thạch. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nhanh chóng bay qua nhà của chị y tá để mình lấy một ít cái đế của bóng chứa Pokemon nè, cũng như là nốt để mình làm thêm cái Dust Ball cũng như là Deep Ball một xíu bắt ít ninja nhá. Ở đây mình có một ít cái đế nè, cũng như là lấy thêm nút bấm đi. Mình sẽ đổi ra thêm 32 cái nốt và chế tạo luôn thôi. Đặt theo công thức giống như vậy và có thêm được 9 quả Deep Ball nữa, kể đến là Dust Ball nè. Rồi và đã có được khai khá bóng chứa Pokemon rồi đó. Giờ thì mới thoải mái đi bắt Pokemon được. Và cái này hả? Mình chơi lại vô đây thì em ấy có bị kìm hãm lên không ta? Cho vô thử coi. Mặc dù mình cho lại cái Resin bottle nhưng mà em ấy đã được giải phóng rồi đó các bạn ơi, nên vẫn giữ được cái hình dạng bự bành kia luôn á nè. Bị xịn luôn á. Còn sức mạnh thì mình chưa test nữa, để một xíu thì mình sẽ thử đi test luôn nhá. Ôi, nhưng mà nhìn chung thì em này có chỉ số tấn công khá là cao á, mặc dù mới level 52 thôi. Rồi lên trên xem coi hai bon nhà mình. Ủa sao lần này hai em này lâu vậy ta? Có vẻ hơi lâu á nha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị thêm vài em Pokemon để một xíu mình đi train luôn nhá. Ở đây thì mình còn 4 em Pokemon hồi 4 Pokemon tự hóa thạch đó mà mình chưa có cho tiến hóa, để trong ngày hôm nay thì mình sẽ thử mang theo và sử dụng cái khả năng của cái X-Bion này chia sẻ kinh nghiệm, mong rằng mấy em ấy sẽ tiến hóa trong cùng một ngày luôn. Và hiện tại thì đã được 52%. Ý, hình như có một em Pokemon hình dạng của một con rùa nè. Còn bên đây là Pokemon hình dạng của một con chim. Ui, hôm nay mình hồi sinh được một em Pokemon thành con rùa nè. Wow, được nha. Còn bên đây là thêm một chú chim nữa rồi. Không biết chim hay khủng long nữa ta. Ủa, nhưng mà nhìn em này cứ quen thế nào á. Rồi giờ mình sẽ nhanh chóng đợi cho mấy em này trở thành hình dạng lớn nhất, rồi sau đó mình sẽ cho vào bóng chứa Pokemon nhá. Quá trời nôm nóm rồi. Trong này thì mình coi còn cái gì mình lấy ra được không. Ở tập trước nó mới nhớ mình chế nhầm cái này mất tiêu rồi. Cái này là dùng để làm ra những cái máy hồi sinh Pokemon cơ, còn cái này là cái cleaner. Vậy mà mình cũng chế nhầm thành hai cái Posseum và Chintop nữa, thành ra đâu có đặt xuống dưới được đâu các bạn. Này Cái này thì nó chỉ dùng để chế tạo thôi, làm ra cái Posseum mà chia á. Bó tay mình luôn. Ok, đó bây giờ mình sẽ đợi thêm một xíu nữa cho nó hoàn thành quá trình này luôn nha các bạn. Và cuối cùng thì em Pokemon của mình sắp xong rồi. 98, 99 và ta-da, 100 rồi. Chờ bóng chứa vào liền. Bên đây cũng xong luôn. Wow, được. Ê, nhưng mà em Pro này nhìn mặt có vẻ ngầu nè. Căng hẳn đó. Lấy ra một cái. Giờ thì xuống dưới và kiểm tra thôi. Mình sẽ tạm thời cho mấy em Pokemon hóa thạch cổ vào bên trong này trước đi. Sau đó lấy hai em Archen nè và em Totara ra bên ngoài và triệu hồi ra liền. Archen trước đi. Úi, Archen vừa rồi em mới chào mình luôn kìa. Em này là hệ đá với hệ bay á các bạn ơi, nhưng mà chắc còn nhỏ nên chưa có kiểu như là tiến hóa ấy. Nhưng mà nói chung Archen mình đâu rồi? À quên, Ajene mình thu hồi lại rồi. Đây nè. Nhưng mà nói chung thì em này là một Pokemon hệ bay các bạn ơi. Chắc mình sẽ dẫn em này trend trong ngày hôm nay luôn đi. Cái tiếp đến là Tyranitar nè. Tyranitar đây rồi. Và chắc em này là hệ nước đúng không? Tại vì một chú rùa mà. Nhưng mà em này hình như hơi nhát thì phải á. Đúng rồi, hệ nước với hệ đá nè. Em này hơi nhát nè. Mới chỉ hồi ra cái đi núp mất tiêu rồi. Còn Ajene đứng đây á, còn đi khiêu chiến với mấy Pokemon khác nữa. Được, giờ mình sẽ dẫn hai em này đi theo. Tạm thời thì vô trong trước đi mấy em ơi. Và không thể thiếu đó là thêm một vài em Pokemon nữa ấy. Ở đây thì mình sẽ dẫn theo em Kabuto đây với lại em Sheldon trước nhá. Rồi lượt sau thì mình sẽ dẫn Lilith với Amaura sau. Ui trời mưa luôn rồi. Câu nhưng mà nếu mà trời mưa chắc mình sẽ câu cá tốt hơn á, sử dụng cây cần câu tốt hơn ấy các bạn ơi. Không chần chờ gì nữa, giờ thì mình sẽ sử dụng Hoba và nhanh chóng bay qua cái khu vực đầm lầy gần nhà mình á, rồi sau đó tiến hành cái quá trình cậu Pokemon thôi. Mình đã đến cái khu vực đầm lầy rồi nè các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ lựa một cái địa điểm thích hợp một xíu nha. Đây chẳng hạn khúc này đi. Vừa có thể nhìn qua cái ngọn núi bên kia, lỡ có xuất hiện Pokemon huyền thoại mình còn thấy đường quang bển mà bắt nữa. Rồi tạm thời thì Hoba vô bên trong đi. Mình sẽ sử dụng cái gót này để ngồi câu cá một xíu nha. Hy vọng là có thể sớm câu được em ếch ninja. Rồi giờ thì ngồi câu cá thôi. Hả? Em Ajene của mình khi lên cấp 9 á, thì đã học thêm được một kỹ năng này các bạn ơi. Double team hả? Đây mình sẽ sử dạy cho em ấy một cái đi. Em Totara cũng vậy luôn, kỹ năng hệ bóng tối. Nhưng mà đây em Pokemon hơi nước nên thôi chắc tạm thời mình sẽ không dạy cho em ấy nhá. Và nhặt hết nè. Rồi sau đó thì tiếp tục câu thôi. Có vẻ tình hình này câu cũng khá là hiệu quả các bạn ơi. Trời mưa câu được nhanh ghê luôn á. Nè, câu được thêm một em Golden nữa nè. Để thử farm luôn em này. Và em Hoba của mình á, tấn công hơi bị mạnh luôn. Dùng kỹ năng hệ tâm linh không á. Rồi, nhặt hết mấy chú cá về để có gì mình nấu lên nha. Và em Sheldon của mình đã bắt đầu quá trình tiến hóa rồi nè các bạn ơi. Để xem khi Sheldon tiến hóa sẽ trở thành hình dạng như thế nào nhá. Ui, lần này khi tiến hóa thì đã trở thành một em Bastiodon rồi. Có sừng đàng hoàng luôn. Hơi bị xỉn các bạn ơi. Nè Bastiodon nè. Ủa, có trâu cưỡi không? Bây giờ thì cho mình cưỡi rồi nhưng mà sao kỳ vậy? Cho mình cưỡi nhưng mà sao đỡ ngay phần mông của em ấy vậy? Đáng ra phải trèo lên ngay phần cổ chứ. Ui, cưỡi như vậy thì toan rồi. Không, nhưng mà nói chung á thì em Bastiodon của mình tiến hóa là mình vui rồi. Giờ thì em vô trong lại đi để anh tiếp tục quá trình câu cá nào. Nhưng mà Kabuto vẫn có vẻ vẫn chưa tiến hóa các bạn ơi. Câu thêm một lúc nữa xem liệu là em ấy có tiến hóa trong ngày hôm nay luôn không. Trong lúc qua cái ngọn núi này chơi một xíu á, thì mình gặp một anh trao đổi này các bạn ơi. Ủa nhưng mà anh ấy trao đổi Pokemon gì kỳ vậy? Em này nhìn có vẻ không được mạnh cho lắm hay sao á các bạn ơi. Cái này có phải là tên Pokemon không ta? Tangela nè với em Parasect các bạn ơi. Ủa trời cũng tạnh mưa rồi. Tạnh mưa. Và thôi, em hai cái Pokemon này mình thấy không hợp cho lắm. Tại vì mình vẫn thích mấy em Pokemon hiện tại của mình hơn đó. Rồi giờ thì trở lại với công việc câu Pokemon của mình thôi. Và có vẻ tỷ lệ câu được cái em đó là em ít ninja có vẻ không được cao cho lắm á. Hơi bị khó luôn. Nhưng mà mình sẽ kiên trì coi thêm một xíu nữa, coi coi có được không nha. Và cuối cùng Kabuto của mình cũng đã bắt đầu quá trình tiến hóa rồi kìa các bạn ơi. Liệu rằng Kabuto của mình khi tiến hóa sẽ trở thành hình dạng như thế nào? Ồ, từ một chú Kabuto nhỏ nhắn giờ thì thành Kabutops rồi các bạn ơi. Và học thêm được một kỹ năng hệ thường nữa. Wow, Advanced Max rồi kìa, được thêm một thành tựu mới rồi. Và em này giờ thì vẫn giữ nguyên cái hệ đúng không? Vẫn giữ nguyên hệ nước và hệ bọ. Và đặc biệt là em này không cho mình cưỡi vì có kích thước không được bự cho lắm á. Nhưng mà nói chung thì như vậy thì cũng khá là ok rồi. Ý nhầm Kabuto thành Kabutops đây. Vô trong lại đi để mình còn câu cá tiếp nữa. Trời, đợi xíu cho nó hoàng hôn tới đi rồi mình qua ngọn núi kia để coi coi có Pokemon Legendary này xuất hiện không nha. A few inches later. Đang ngồi câu cá một xíu thì mình lại gặp một cái hố ultra các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ xuống dưới để kiếm thêm mấy cái play quá. Tại lâu lâu nó mới xuất hiện kênh cổng mà. Giờ tranh thủ vào đó nha. Đi thôi. Và mình đã xuống được cái thế giới ultra rồi nè các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang dùng một loại shader khác á, và mình đã có thể nhìn xa hơn được rồi nè. Nhưng mà đỡ lại thì lâu lâu nó sẽ có một vài tình huống nó hơi lát rác một xíu á. Mong rằng các bạn sẽ thông cảm giúp mình nha. Và trong ngày hôm nay thì chủ yếu xuống đây mình sẽ đi tìm những cái ultra beast thôi, để có tỷ lệ nhặt được những cái play mới á. Rồi giờ thì bắt đầu cái hành trình đi tìm những cái play thôi. Và đây là một cái beast jet đầu tiên của mình các bạn ơi. Giờ xuống đây nhặt thử coi liệu rằng beast jet đầu tiên rơi ra một cái PC play. Hình như cái loại này mình cũng có rồi. Nhưng mà hơi kệ đi, dù sao có cũng đỡ hơn không các bạn ơi. Và tiếp tục đi về hướng phía trước á, tại vì hướng phía trước mình chưa có đi khám phá ha. Thấp dưới này có thêm một cái beast jet nữa nè các bạn ơi. Thử mở xem cái này liệu có ra một cái play mới. Ôi, Insect Play nè. Được một cái play mới rồi. Hay quá, hay quá. Cứ chờ những cái play mới đi để mình nhanh chóng sưu tập đủ á. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ triệu hồi đấng sáng tạo Asus nhá. Và cạnh bên đây còn có một cái thành phố kết thúc nè. Ui, giờ thì mới có thể nhìn thấy toàn cảnh cái thành phố kết thúc á. Mấy lần trước mình bị cái lớp sương mù ở thế giới Ultra nó che hết trơn rồi. Và coi coi cái căn phòng. Ê, hình như căn phòng này có đồ nè. Mình tưởng mình đột nhập vô trong này thử nha. Hy vọng có thể mang được vài đồ xịn xịn về nhà cho mình. Ui, đây rồi, đây rồi. Ấy, mở rương. Được một cái cúp nè. Ui, cúp mending luôn, mấy xịn đó chứ. Để mình cất đi những thứ không cần thiết đã. Rồi, lượm đồ xong rồi, còn chân chơi gì nữa, chuồng thôi, chuồng thôi. Và hình như còn vài căn phòng nữa có đồ nữa hay sao ấy. Để mình kiểm tra nốt luôn cái đã. Không thể bỏ qua ở khu vực này đó chính là cái con tàu kết thúc nhá. Trên con tàu này thì thường thường sẽ có hai cái rương nè, một cái cánh. Và trong đây có một cái Read Play. Hình như loại play này mình cũng có rồi hay sao á. Và thêm một cái My Play nữa. Và mình thấy trong các play thì My Play là dễ tìm nhất luôn á. Lần nào mình xuống đây thì mình hầu như đều nhặt được á các bạn ơi. Cái này thì có thêm kim cương cho mình mang về nè. Cái kiếm kim cương. Rồi một ít cái Black Gem thôi. Mình sẽ cũng nhặt Black Gem luôn nhá. Rồi sau đó thì sử dụng một cái rương siêu cơ mình có mang theo. Và cho hết vào bên trong đây. Cướp một phát. Coi đồ trống trải liền, chỉ chờ những cái bóng Pokemon bên ngoài. Để có gì mình tùng phục thêm Pokemon thôi. Và trước mặt chúng ta đang là một cái Beast Jet. Mở ra một cái Iron Play. Team Play rồi các bạn ơi. Để xem coi. Khu vực này hồi nãy giờ mình chưa gặp Pokemon nào lạ lạ luôn á ta. Có vẻ hôm nay khá là ít xuất hiện Pokemon ha. Mình cũng... Úi! Ui, tới cái khu vực Deep Sea rồi nè. Khu biển tối tăm rồi. Ồ, khu biển tối tăm này đợt trước mình gặp một em Pokemon huyền thoại á. Không biết hôm nay có đủ may mắn để gặp không? Ui, và trong thế giới Ultra lại xuất hiện cánh cổng Ultra. Ví dụ nha, mình chưa qua bên kia thì sẽ dẫn mình đến chỗ nào? Thử xem, thử xem. Ủa, đâu rồi, đâu rồi? À, đây, 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 đây. Chưa qua thử coi. Cho đi không? À, chết rồi, nó dụ mình đi về luôn rồi. Trời ơi. No. Mình bị dụ rồi. Ê ôi, dụ mình phát chạy về tiếp tới nhà luôn á chứ. Bó tay mình luôn vậy cũng để bị dụ vô được nữa. Đây cái Pokemon vậy. À, Pokemon giống mèo vậy. Ok, để mình đi vòng vòng cái khu vực này coi coi có gặp MVP được không nhá, để mình bắt rồi các bạn ơi, chứ mình mới bị dụ và chạy về nhà mất tiêu luôn rồi. Khi mình trở lại khu vực này thì để xuất hiện một em Rayquaza. Trong cái rủi có cái mày các bạn ơi. Được được được, bay lên trên nào. Và chắc mình phải soạn lại Pokemon không ta. Mình sợ mà cái dàn Pokemon hiện tại của mình đánh không lại á. Nhưng mà mình sẽ thử trước nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ khiêu chiến với em Rayquaza này trước cái đã. Rồi khiêu chiến thành công. Và Rayquaza đâu rồi, tiếp trên đây lận. Còn em Charizard của mình thì ở dưới. Cấp độ thì cũng không chênh lệch cho lắm. Rồi thử tấn công bằng một hit thường thử xem. Đó, một hit thường có vẻ gây được khá sát thương nè. Cứ tấn công bằng những hit thường thôi các bạn ơi, chứ mình sợ mình phun lửa. Lỡ mà anh tay quá thì lại tiêu diệt luôn em Rayquaza thì tiếc lắm luôn. Rồi một hit slap nữa nè. Có kéo được máu không? Đó, kéo được máu rồi. Và mình nghĩ nên thêm một hit nữa đi, để cho em này thiệt là yếu luôn. Ui, tấn công một phát hy sinh luôn em Charizard của mình rồi. Hơi bị mạnh đó. Rồi giờ thì bắt em này thì mình sẽ thử dùng. Đầu tiên là dùng Ultra Ball trước đi. Mình sẽ xen kẽ giữa các loại bóng Pokemon á với nhau, hy vọng là có thể bắt được em này. Là một Pokemon nguyên tội chắc sẽ rất là khó bắt đây. Nó one shot hết mấy em Pokemon của mình rồi. Rồi và cái đến là một cái quả Fast Ball thử xem. Fast Ball để bắt mấy em Pokemon có tốc độ cao á các bạn ơi. Thử liệu rằng Fast Ball có thùng phục được Rayquaza. Fastball đầu tiên có vẻ không được rồi. Nếu mà không thành công á thì mình sẽ soạn lại dạng Pokemon, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục khiêu chiến với em này nhé. Không có sao hết á. Cuối cùng thì cũng đã bắt được em Rayquaza rồi các bạn ơi. Hên thiệt sự luôn. Và coi nào Rayquaza, đây rồi. Level 70 các bạn ơi. Lại có thêm một em Pokemon rồng nữa rồi. Và mình sẽ cho Rayquaza vô vị trí của em Hireran nhá. Em rồng ba đầu của mình. Và thử bay cùng với Rayquaza xem. Ý. Ôi chết. Đây rồi. Thích nha. Mình cũng chưa coi hệ kỹ của em Rayquaza nữa. Để mình coi kỹ hệ hơn. Em này hệ rồng và hệ bay. Còn bằng ui, em ấy chưa có hạnh phúc cho lắm. Tại vì mình mới bắt em ấy à. Sức tấn công là 222 các bạn ơi. Khá là cao đó. Giờ thì cùng nhau về nhà, anh sẽ hồi máu cho em nhá. Hôm nay có vẻ khá là bội thu rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn chưa có câu được em Pokemon Ếch Ninja. Một xíu về nhà mình chữa thương cho mấy em Pokemon này xong, cũng như là chuẩn bị thêm một ít cái bóng chứa Pokemon khác á. Rồi chúng ta sẽ trở lại cái khu vực để câu cá nhá. Vừa về tới nhà thì mình gặp được một cái hố trà các bạn ơi. Mình muốn xuống dưới tìm thêm một vài cái play khác á. Được, để mình xuống dưới đi rồi xíu về câu cá sao cũng được. Tại vì cái hố này lâu lâu nó mới xuất hiện thôi. Giờ mình không vào là một xíu nó lại mất á. Nên đi qua bên đó thôi. Trở lại rồi. À, cạnh mình đang có một cái Master Jet hả? Ở đâu? Radar chỉ ở đây mà mình không thấy gì trơn. Ok, tập trung vào việc tìm Beast Jet là quan trọng nhất nha. Ok, giờ thì đi thôi. Ý. Ui, ở đây có chú khỉ nè, đúng không? Quay lại cho anh xem nào. Mình xem coi. À đúng rồi. Bansai. Em này là chú khỉ. Ý, đừng. Em này level 11 thôi nên chắc mình sẽ sử dụng Dust Ball nhá. Hy vọng là mấy có thể chịu về đội của mình. Phóng vào bờ. Ấy sao phóng không chúng à? Rồi, liệu rằng Dust Ball có bắt được em ấy? Ý được luôn. Mình bắt được em Pokemon khỉ hệ lửa. Không, hệ lá các bạn ơi. Hình như em ấy cũng có dạng hệ lửa hay sao á. Nhưng mà mình chưa đủ may mắn để gặp thôi. Nhưng mà nói chung bắt trước một em gì thì cũng ok rồi. Và giờ thì tiếp tục cái hành trình đi tìm cái Beast Jet thôi. A few moments later. Và cuối cùng thì mình cũng đã trở lại cái khu vực biển sâu rồi nè các bạn ơi. Phía trên này đang có một cái Beast Jet luôn. Được qua đây kiểm tra liền. Beast Jet hả ta? Đấy, và cái kia là cái gì mà xanh xanh vậy? Để mình kiểm tra thử cái này là cái gì nhá. Khối kim cương. Ở đây có khối kim cương nè. Được và Beast Jet đây. Mở ra một cái. Được cái Fish Play. Yay, lại thêm một cái Play mới rồi. Đằng kia là một em Clefairy hả? Là em nào? À, em này à? Em này mình cũng có rồi. Nó chỉ đổi màu hay sao thôi. Và đây cũng có thêm có Luli nè. Nhưng mà tính ra ở cái khu vực biển sâu này có nhiều loại khoáng sản kiểu dạng khói này ghê á. Hổm ra thì gặp ba loại rồi. Than nè, rồi kim cương nè, thứ ba là cái loại Luli á. Không biết còn vàng sắt không nữa. Để mình đi thêm một đoạn nữa coi, hy vọng là có thể gặp thêm nha. Giờ lại xuất hiện Ultra dụ mình cái gì? Mơ đi. Ultra dụ mình một phép mình chạy về bên kia luôn chứ. Mình cũng hơi cờ ấy, tự nhiên chui vô chi không biết nữa. Không, giờ rút kinh nghiệm các mọi người gặp lại né né ra liền để không thôi em. Ngứa tay ngứa chân ha, nhảy vô trong đó thì mệt. Và phía đường này có một em Suicune. Mình đã có Suicune rồi nên mình sẽ thử chiến đấu với em này coi em ấy sẽ rơi ra thêm cái gì nhá. Lần trước mình farm á thì em ấy chỉ rơi ra băng thôi. Liệu rằng lần này có rơi ra thứ gì khác đặc biệt hơn không? Và đầu tiên thì sẽ cho Rayquaza ra trận luôn. Thử sử dụng một kỹ năng hệ bay xem. Một kỹ năng hay bay gây được cũng một mớ sát thương á các bạn ơi. Ngoài ra thì em Rayquaza mình còn có những chiêu hệ tâm linh nè. Psychic hả? Psychic này nhưng mà dùng thất bại rồi. Suicune tấn công một phát kết liễu luôn Rayquaza nhà mình. Quá là mạnh các bạn ơi. Nhưng mà sao vô tay mình thấy Suicune nó cứ yếu thế nào ta. Không hiểu luôn. Tiếp tục là foul play nè, kết thúc Suicune và nhận được băng. Như vậy thì Suicune chỉ rơi đơn giản là rơi ra băng thôi các bạn ơi. Ngoài băng thì chả rơi ra thêm cái gì khác hết á. Phía này có một nhà huấn luyện Pokemon cấp 69 nên thôi mình tạm thời không quýnh nhau với anh bạn đó mà đi tìm tiếp nha. Ở đây có em Absol. Ý, coi dàn PC của mình coi. Mình có Absol chưa ta? Absol. Ý, hình như mình chưa có Absol nè. Absol ơi, cấp này cấp 37 hả? Thử dùng Dust Ball luôn nè. Thử giận may. Liệu rằng Dust Ball... Ui trời ơi. Em ấy tự chơi rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ thử giận may một xíu nha. Ý, được luôn nè. Mình bắt được một em Absol. Và em này là hệ bóng tối nha. Cũng khá là ok đó. Và giờ thì tiếp tục khám phá trong cái khu vực biển tối này thôi. Liệu rằng cái Beast Jet này có rơi ra một cái play mới? À, rơi ra thêm một cái Iron Play. Bị trùng nữa chứ. Buồn ghê luôn á. Nhưng mà phía trên nó xuất hiện nhiều Pokemon vậy ta? Nên chảnh hỏi thăm tình hình coi. Hồi máu cho em Rayquaza của mình cái nè. Rồi bay lên trên thôi. Rồi coi còn khối kim cương nữa không. Tự nhiên nãy hên ghê luôn, nhặt được khối kim cương luôn á. Ở đây có một em Suicune nữa. Và thường đánh boss nó sẽ rơi ra rất là nhiều kinh nghiệm luôn các bạn ơi. Hay là bây giờ mình sẽ coi dàn Pokemon của mình là em nào chưa tiến hóa. Em Amaura đúng không? Cũng như em Lilith chưa tiến hóa nào thì mình sẽ cho em ấy ra để có thể hưởng thêm kinh nghiệm á. Rồi đưa Rayquaza vào trận thử xem. Rồi đầu tiên thì cho Rayquaza thực chiến một trận nữa nè. Liệu rằng trận này em ấy có thắng là được. Ê, Baunia đi ra. Mình đánh với Suicune. Liệu rằng em ấy có thể gỡ lại trận trước không nhá. Rồi đầu tiên thì sử dụng kỹ năng Scarify đi. Nãy mình chưa có dùng nè. Đó, nó giảm cái gì xuống rồi kìa. Cái tiếp đến thì mình sẽ sử dụng kỹ năng Fly. Liệu rằng Fly có gây được sát thương? Vẫn như lần trước đánh được nửa cây máu đúng không? Và khi mình tấn công Fly thêm một lần nữa. Ui, lần này thì không tấn công Fly được rồi. Tiếc ghê á. Dùng cái skill hệ thường luôn nè, Extreme Speed các bạn ơi. Wow, tốc độ tối đa và đánh bại rồi. Được một cái Mystic Water. Hay nha, hay ra lần này thì có Mystic Water rồi. Và kinh nghiệm có chiêu không? Hình như kinh nghiệm vẫn có chia qua em Amaura và Lilith hay sao á. Đánh thêm một con boss nữa xem. Đánh boss luôn nè. Cấp 99 đấy. Căng thẳng thiệt sự. Dùng một skill Extreme Beast. Và không thể gây được sát thương cho em Gengar này. Tiếc vậy. Không được gây được sát thương cho em Gengar các mọi người. Hơi bị tiếc luôn á. Ui được nè, giờ thì gây được rồi. Bị đánh một lúc sao mới phản đam được chứ. Buồn ghê luôn. Và cuối cùng mấy cũng đi rồi. Nhưng mà không sao. Ivelta, à không, Ivelta sẽ giúp Rayquaza trả thù. Foul play nè. Đón nhận kỹ năng của Ivelta đi. Đánh bại luôn. Và mình nhặt được một cái Red Play. Cái này thì mình đã có rồi. Tiếc ghê ta. Nhưng mà hai em Amaura và Lilith vẫn chưa có tiến hóa nữa. Chưa lên cấp để tiến hóa các bạn ơi. Chắc mình phải farm thêm một xíu nữa rồi. Và phía đằng này có một em Blastoise. Em này là boss hả? Boss cấp độ Legendary luôn. Càng đấy. Được, Legendary thì càng tốt. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên có một dàn Pokemon mới các bạn ơi. Lần này mình sẽ thử đưa một em... em nào vô giờ ta? À không, chơi dàn cũ luôn. Thử thách. Và Hoba là người đầu tiên nhá. Tại vì mình muốn test thôi những kỹ năng của Hoba có gây được sát thương cho em Blast. Em này có vẻ hơi mạnh các bạn ơi. Rồi thì Power Play. Power Play kéo được 1/3 ống máu rồi. Đó. Đây qua sao mình cũng bắt đầu tấn công rồi kìa. Và Extreme Speed. Tấn công trước luôn nha. Có vẻ hình như khi mình dùng skill Extreme Speed này á, mình có thể tấn công trước em này á các bạn ơi. Rất là phù hợp trong trường hợp mà em ấy gần thất bại như vậy nè. Để mình tối đa hóa được lượng sát thương mình gây ra á. Giờ thì phụ thuộc vào Charizard thôi. Liệu rằng khi tiến hóa Mega thì em ấy có thể đánh bại được Blastoise. Vì mình bị khắc hệ á. Hình như em Blastoise đó hình như hệ nước thì phải, mà mình thì hệ lửa. Nên cũng hơi thiệt thòi một tí. Và mong rằng có thể đánh bại em ấy bằng một skill. Bị cháy rồi. Cố lên, ngọn lửa của Charizard ơi. Dùng skill Inferno một lần nữa. Và em ấy cũng đã bị đốt ngủm rồi. Yay. Được một cái Skyblade. Một cái Blastoise này để tiến hóa Mega cho em Blastoise đó. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Có vẻ bây giờ dàn Pokemon của mình đã có thể đương đầu với những em Pokemon boss cấp cao rồi đó. Nhưng mà tình hình là em hai em kia chưa đủ cấp để tiến hóa nữa. Chút xíu về nhà mình coi còn kẹo không á. Rồi mình sẽ cho mấy em ấy ăn kẹo nha. Chứ tình hình này có vẻ còn lâu mới tiến hóa quá. Ý. Ôi chết rồi, sao hộp bao của mình bị teo lại rồi. Không được, phải bự ra cơ. Ra đây, bự nha. Bự lên em ơi. Rồi giờ thì đã trở thành hộp ba bự của mình rồi. Phải bự như vậy nhìn mới thích chứ. Ở đây còn có Pikachu nữa nè. Nhưng mà mình muốn nhặt cái Beedrill hơn. Beedrill phía bên này còn 50 mấy. Ê, có nào mình gớt dưới không vậy? No. Đừng có gớt xuống. Nên mình có bật cánh vô. Ác thiệt á, mình đang bay mà kêu chiến kiểu vậy của nghề hại mình á. Chơi kỳ cục nha. Rồi cách 20 mấy ô nữa thôi. 10 mấy ô nữa. Ủa nó đâu vậy? À đây cái beast jet đây rồi. Mở ra. Được thêm một cái fish play nữa. Lâu cũng mới gặp mà toàn là bị trùng thôi. Lừa thiệt sự luôn á. Ở nơi tít ở dưới này thì có một cái master jet các bạn ơi. Mình đã lặn lội xuống dưới đây thì mong rằng á nó rơi ra cho mình một cái gì đó tốt một tí nha. Nhưng mà phải cẩn thận, giờ mà mình trượt chân rớt xuống dưới là về nhà luôn. Ê. Hết hồn. Tâm lý yếu các bạn ơi. Mình sẽ đạp thêm một block này để có thể áp sát lại cái chỗ này hơn nhá. Rồi và tầm này không biết có mở ra được chưa nữa. Thử mở coi. Được một cái heo. Kỹ năng này chưa biết rõ cái điểm sức mạnh nữa. Nhưng mà tạm thời thì lên trên cái đã, dưới đây ghê quá. Chỉ cần một vài ô nữa thôi là mình sẽ trở về thế giới thường á. Mình không muốn đâu. Được một cái Rocknium Z. Dùng tuyệt kỹ Z cho hệ đá. Được. Mình cũng có ca mấy em Pokemon kiểu như là sao ta. hóa thạch á. Mà hóa thạch thì mặc định là có hệ đá nên chắc có thể dùng được. Úi, đằng kia là cái gì vậy? Chưa đi ra chỗ khác. Pokemon hay là cái bóng chứa vậy? À không, em Pokemon nè. Em Pokemon thì cái bóng chứa Pokemon. Trong đây toàn là những cú lừa thôi. Lần này tìm được một cái mắt kính luôn. Mắt kính thì mình sẽ trang bị tạm cho cái em Ivelta của mình đi. Tự nhiên hình gây được cái mắt kính nữa. Và phía sau lưng này thì lại có một cái beast jet. Beast jet cách 4 mấy ô hả? Đây rồi. Thử xem cái beast jet này sẽ rơi ra. Lại thêm một cái play bị trùng à. Cái tỷ lệ mà bị trùng cái mấy cái play này hơi bị nhiều luôn á các bạn ơi. Chắc mình phải cố gắng tìm thiệt là nhiều những cái beast jet như vậy thì mới có cơ may mà nhặt full được tất cả các loại á. Ở nhà hình như mình cũng được 5-6 loại hay sao rồi, và thêm một cái nữa. Cái này là focus sponge, 150 điểm sức tấn công. Hơi bị mạnh á. Một kỹ năng 150 điểm sức mạnh như vậy thì khá là ok. Liệu rằng cái này có thể rơi ra một quả bóng chứa Pokemon? Ý, lại bị trùng rồi. Vì hôm nay mình chưa có nhặt được một cái beach ball nào hết đó các bạn ơi. Nhiều khi mình nhặt mấy cái beach set này có tỷ lệ rơi ra beach ball chứ bộ. Nhưng mà mình chắc không biết chừng nào mới có. Đen gì mà đen dữ không biết nữa. Ê, ở đây có bé dịch nè. Bé dịch còn khiêu chiến mình nữa. Thôi không đánh đâu. Nhìn em dịch nó cứ thấy tội tội á. Hy vọng cái này đừng có trùng. Ui, cái này nó ra hẳn một cái Rock Memory các bạn ơi. Nó hết trùng rồi cho cả một cái Rock Memory luôn. Bó tay luôn á. Được một cái Iceneum Z dùng để cho mấy em Pokemon hệ băng. Được. Amaura mình hình như hệ băng nè, đúng không? Coi là một cái đúng luôn. Chắc mình sẽ trang bị cái này cho Amaura của mình nha. Biết đâu được em ấy lại có thể dùng những cái từ kỹ Z cho hệ băng thì sao. Rồi, và mình đã đi tới một cái pháo đài địa ngục nè. Nhưng mà có vẻ khu vực này nó không có cái gì đó mà hiện trên radar luôn á. Phía đằng này thì có nhà của chị y tá, không biết chị y tá có ở đây không ta. Ôi, chị tá không có ở đây rồi. Chỉ có mỗi cái nhà, cái ngôi làng của mình là có chị tá thôi. Khá là vui á. Rồi cẩn thận cái lava này. Và mình sẽ mở nốt cái beat set cuối cùng này nhé, trước khi trở về các bạn ơi. Có vẻ hôm nay cũng khá là ok rồi khi mà mình nhặt thêm về được cái first play nè, một loại play mới. Và tự mở ra một cái Grassinium Z cho mấy Pokemon hệ cỏ. Cũng ổn. Và có thêm Keldeo. Keldeo đâu? Keldeo, đây rồi. Hy vọng rằng khi đánh bại Keldeo thì mình có thể may mắn lên cấp nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho thử Hoba khi đã được giải phóng sức mạnh chiến đấu nè. Rồi, khiêu chiến đi em, vô khiêu chiến đi. Nó không tới hả? Không vô được thì anh sẽ phóng Pokemon ngay Keldeo luôn. Rồi, đầu tiên thì sử dụng kỹ năng hệ tâm linh nè. Eo, tấn công ghê vậy. Đó, một hit bơi sớt luôn. Và được một cái item Mystic Water nữa và một ít cái da. Ôi, nhưng mà sao mà vẫn chưa lên cấp ta? Lâu lên cấp ghê luôn á. Phía xa đằng này còn có một cái khu vực kim tự tháp nữa các bạn ơi. Trước khi trở về mình sẽ ghé qua cái này luôn nhá. Nhưng mà có vẻ kim tự tháp thì xây hơi sâu rồi phải. Ở dưới còn có cái hóa thạch nữa kìa. Hóa thạch là bằng xương. Rồi, và xuống dưới này. Ủa sao cái này nó nhìn ngộ vậy ta? Ủa có đồ không vậy? Ủa sao mà chỗ này nó lại... À đây. Ui, một chút nữa thôi là mình đã đụng vô cái tấm áp lực rồi á. Hên ghê. Được một cái Resin bottle, một cái flame play, cái này thì mình có rồi. Tiếp tục là flame play nữa nè. Sao kỳ vậy? Ủi, cái gương bị méo nữa chứ. Cái gương còn nhúc nhích được nữa nè, ghê quá hả. Nhưng mà nói chung thì khu vực này nó chỉ có vậy rồi đó các bạn ơi. Ok, giờ thì mình sẽ tìm đường để trở về nhà nhá. Như vậy trong ngày hôm nay có vẻ là một ngày cũng khá là may mắn của mình á, khi mà mình cho tiến hóa được hai em Pokemon. Thứ nhất là em Kabuto trở thành Kabutops nè, thứ hai là em Pokemon hình khủng long á cũng đã tiến hóa thành Bastiodon rồi nè. Ngoài ra thì mình còn hồi sinh thêm hai em Pokemon đó là Tortora nè và Archen, một Pokemon hình dạng của một chú chim á, nhưng mà không biết khi nào mới cho mình cưỡi nữa. Nhưng mà nói chung thì hình dáng hai này cũng khá là đẹp á. Và đặc biệt nhất đó chính là Rayquaza, một Pokemon huyền thoại mới trong đội hình của mình á. Sắp tới thì mình nghĩ em này sẽ là một cái người đồng hành cùng mình trong những trận chiến với những con boss rất cực mạnh đây. Và nhưng mình vẫn chưa có câu được cái con ếch ninja nữa, để trong thời gian với 2 tập nếu mà mình câu được á thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Hy vọng là mình có đủ may mắn để câu được em ếch ninja đó nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lộc Zutaki, shop bán ạt refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.